Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỏ Lào Phosay Sayason đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực than. Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện, giữa Việt Nam và Lào được đẩy mạnh. Bản ghi nhớ có nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại than, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong hoạt động khai thác, chế biến, xuất khẩu than, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong lĩnh vực khai thác chế biến than. Bản ghi nhớ cũng sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại than giữa các doanh nghiệp hai nước. Hai bộ trưởng nhất trí sẽ kiến nghị chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ và sớm thiết lập các khuôn khổ hợp tác song phương mới, tạo thuận lợi, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương, mỗi nước đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước nắm chắc, hiểu rõ và thực thi có hiệu quả các mục đích, yêu cầu và nội dung hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực năng lượng nói chung và lĩnh vực than nói riêng, góp phần đưa bản ghi nhớ quan trọng này sớm được triển khai thực thi có hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.